Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Anh chị em thân mến, trong tin mừng nhất lãm, trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc phương khó và trong bữa tiệc ly Agape ấy, Ngài thiết lập bí tích thánh thể. Ngài trang trối cho các tông đồ một mệnh lệnh truyền, đó là: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Trong bài phúc âm hôm nay, trước khi Chúa Giêsu từ biệt các tông đồ để về trời, về với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trang trối cho các ông thêm một lệnh truyền nữa, đó là: hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho các con. Và Chúa Giêsu không quên kèm theo một lời hứa: và Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Anh chị em thân mến, hai thánh John the Brebeuf và Isaac George, giáo hội Bắc Mỹ nhớ đến hôm nay, là những người tuy không được nghe trực tiếp lời trang trối của Chúa Giêsu về sứ mạng truyền giáo như các tông đồ đã được nghe, nhưng hai ngài đã thực hành mệnh lệnh ấy cách tích cực. Thánh John the Brebeuf sinh năm 1593 và qua đời 1649. Ngài là linh mục dòng tên người Pháp, nhưng đi qua Canada để truyền giáo trong 24 năm. Khi Anh quốc chiếm đóng Quebec vào năm 1629, cha John bị trục xuất, nhưng 4 năm sau Ngài trở lại. Ngài có công biên soạn cuốn giáo lý căn bản cho người Canada. Ngài thực thi lời trang trối của Chúa Giêsu cách triệt để khi làm phép rửa cho hơn 7.000 người. Sau đó, Ngài bị bắt, bị tra tấn dã man và chết trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Thánh Isaac George sinh năm 1607 và qua đời 1646. Ngài là người uyên thâm, học cao hiểu rộng và dạy văn học tại Pháp. Nhưng từ đời đời, Thiên Chúa đã có đường lối riêng cho Thánh Isaac. Khi cha Isaac cầu nguyện và nghe tiếng gọi hãy đi truyền giáo, Ngài bỏ lại sau lưng sự nghiệp nào là giảng đường, từ giã bảng đen, phấn trắng và học trò để phục vụ người da đỏ ở Mỹ. Sau đó, cùng với cha John the Brebeuf đi qua Canada. Ngài cũng đã bị bắt, bị tra tấn dã man, nhưng sau đó được giải thoát và trốn qua Đan Mạch. Vài tháng sau, Ngài trở về Pháp với dấu ấn của sự tra tấn dã man, đó là nhiều ngón tay của Ngài bị cắt, bị nghiền nát và bị đốt cháy. Theo giáo luật quy định là linh mục phải có ngón cái để sức dầu bệnh nhân, để rửa tội, và có bàn tay để ban phép lành và để truyền phép trong thánh lễ, cũng như làm việc mục vụ. Nhưng cha Isaac được Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 ban đặc ân là được phép dâng lễ và làm mục vụ với lời sau đây: thật là xấu hổ biết bao khi
một vị tử đạo của Chúa Kitô lại không được phép uống máu của Chúa Kitô. Ai ai cũng nghĩ cha Isaac sẽ ở lại kinh thành ánh sáng Paris để dưỡng hưu. Nhưng không, ngọn lửa truyền giáo cũng như mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong Tin Mừng cho Thánh Matthew đoạn 12, đoạn 20 thúc đẩy Ngài đi rao giảng Tin Mừng bất chấp những ngăn trở của ngoại hình. Ngài trở lại Canada và ngày 18 tháng 10 năm 1646, Ngài bị bắt và bị chặt đầu. Anh chị em thân mến, dẫu gian nguy, nhưng các vị tử đạo vẫn vui lòng chấp nhận vì họ có Chúa ở cùng như Ngài đã hứa. Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho mỗi chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng Chúa luôn ở với ta mọi ngày. Và như thế, ta sẽ bất chấp những khó khăn, trắc trở, bởi vì một mình Chúa là đủ cho ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.